Ui, cái gì vậy? Cái chén gì vậy? Nếu các bạn có nhu cầu mua lợp ếch, lợp gắn, dấn mini và tất cả các dụng cụ săn bắt, hãy liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 037 211 4950 để đặt hàng theo yêu cầu. Xin chào cả nhà nha. Tối nay hay cho mình đi đặt 12 cái ngục dưới sông nè cả nhà. Gà đang bơi xuồng. Hôm nay điểm của mình là ở dưới sông nha cả nhà. Thì mình kiếm mấy cá lớn. Nay mình đặt kiếm mớ cá linh mơi làm lẩu cá linh ăn mọi người. Này đặt mình đặt 5 cái chắc mơi cũng được mớ. Đặt ở chỗ đâu? Đây hả? Cái này tối mình có đi thăm không hay là để xác? Cắm nó chắc chắc sống tạo nó dở một cái là mất tiêu. Cái này nước nó rồng nó gông mà nó sắc xuống rồi. Nó dính cũng ít. Cá linh nó đi thường là nước lớn mà mọi người. Kiếm lại nó. Ra nha mọi người. Cái này là cắm dưới xuồng là nhớ lại cái thời hồi xưa cả nhà. Ông bà ta đi đặt vớn đặt đồ, cứ cũng đi bằng xuồng không à. Nhất là ở miền Tây sông nước. Bà con gắn bó với chiếc xuồng. Còn này là chiếc xuồng mình mượn nha cả nhà. Quên buộc này không nữa. Đó. 12 cái ngục đã được thả. Cây dài không? Sao cây cục cục không vậy? Nên đặt 5 cái với xong cả nhà ơi. Nên cái đèn không có đèn kia mất tiêu tối thui. Đây được rồi, đang trái thả cái được rồi nè. Có cái cây sẵn nè. Cây bằng ngã đây nè. Chim bậy mớ cá linh nè. Con cá nè cả nhà. Cá. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Cái lòng tông á. Dạng ghê. Này gọi đèn cho nó có nó đi mất tiêu. Ui cái gì vậy? Rất nhẹ phốc. Xả 12 cái ngục ra. Xả xuống xả xuống. Ủa sao anh không đem cái nhỏ đeo đặt luôn? Đặt xong chạy. Sao không chạy?
Rồi tắt nha mọi người ơi. Tạm thời quay cho cái nhà xem bao nhiêu thôi nha. Xin chào cả nhà nha. Bữa sáng nay hai chồng mình đi dỡ 12 cửa ngục nè cả nhà. Rồi chào cả nhà nha. Nay mong là kiếm mới cá lên cho mọi người. Dạ. Vậy chưa đang gỡ bắt năm mày. Thăm trên đây mình thăm dài xuống nha mọi người. Đây con cái nè. Em đặt hôm qua em đặt 5 cái. Rồi mình chuyển hướng về phía trước nha cả nhà. Mong là có mớ cá linh nha mọi người. Đó. Cái đầu tiên. Cái sặc nó leo lên đây ngẫm nào nè. Rồi dở lên coi. Rồi lươn bự lươn bự lươn bị ngấm rồi, lươn bị ngấm rồi. Lươn bự nhau nè. Một ít con cá trắng. Có cá chị Vinh, cá mì Vinh phải không anh? Cá mì Vinh, lươn, cá gô. Ủa xong cá này cá linh nó hết đi rồi. Nó đủ cá linh để nó làm lẩu mắm. Lươn như thế này. Để con lươn bự nè. Lươn bự thì nó chết rồi cũng đó. Nhập nước á. Cá có cá lau kiến nữa, cá lau kiến hấp xả rồi bái. Mình lôi lên nè. Đầu còn lại nữa, còn đầu nữa nha mọi người. Này nó tới hai đầu. Dính có cái cây dính cái cây vậy. Dính cái cây vô rồi. Rồi. Ý, cũng được một cái. Này có linh không à? Đằng này có linh không mọi người? Lâu nãy mới cá linh nè. Lâu lắm rồi chưa ăn được cá linh. Đó mình có hai cái ngục tặng ở trên kinh không mà cả nhà không có đặt dưới sông mới có cá linh. À, cá linh là con đây con bự bự hết rồi cả nhà ơi. Cua có cua này. Bên đây mình có con cá. Mình qua phía bên đây cả nhà. Đầu tàu qua này. Nhớ không nè? Nhớ mới lạ. Trời tối thui sao chót sao nhớ. Như đây nè mọi người. Mình làm, ta không làm dấu cây. Cây đâu không thấy. Thấy cái cây gì dài nó dễ chút dạ. Cây ngắn quá cái không thấy luôn. Trong nắng đâu. Này này này. Đó mọi người. Ngập lúc luôn à. Múc lên múc lấy cái cây dài dài á dễ thấy được. Cái mém nó bị vô cây ra luôn rồi mọi người. Sóng đánh á.
Nhỏ nhỏ hay gung ginh vậy. Cá lóc. Lóc bị ngẫm rồi. Ủa. Cá lóc rồi cá. Cá mài dinh. Dạ. Giờ được ăn cá lóc này ẩm hiểm mà nè. Cá lóc này bằng khô luôn á. Này do ngập nước quá cái nó ngậm hết. Cá lóc nhau rồi. Cá lóc này. Ôi. Cá linh này nó to. Tại tối mình đặt nước mình không có chừng heo nước lên đúng rồi, nước lên cái nó ngập. Đầu nữa cả nhà ơi. Ê, cá giò. Mở cá, cái giò cá, cái dẫn, cá linh luôn. Cũng bọn mình rồi. Đầu này nhiều hơn đầu kia nha. Vũ cái giò xuống nè. Ta vũ cái giò. Vũ cái nhạnh. Rồi. Ôi. Hai cái được bao nhiêu rồi nè. Cá trắng nhiều quá. Cá linh được có một ít thôi. Cái này đặt cái giớn chứ xong mà kiếm cá linh ăn cũng không yên. Hai cái nè mọi người. Trên kia có không? Dạ lên trên đó mình còn ba cái nữa. Được ăn cá lóc là như cũng ấm. Hôm nay cái cá linh làm lẩu không biết đủ không. Con mớ à. Ủa, cá linh bự luôn. Cá linh bự bự thôi mà. Tại cái lưới này cá linh nhỏ không có dính nha mọi người. Linh to to. Bây giờ mình kêu lấy cái 12 cái ngục nhỏ mình đặt luôn. Vô. Xong đặt 12 cái ngục nhỏ đặt nó chạy nhưng mà vì cá nó đi gần 1 mét dưới đáy mình đặt nhỏ quá nó không có vô đào tàu rồi lúc đấy thì vậy. Ê, thêm một cái nữa. Nhập nữa rồi mọi người. Đầu này ít hả? Ủa, cái này không có mấy con rồi. Vũ xuống kẻ nó còn dính. Cái này dở rồi. Cái này dở nha mọi người.
này không chạy. Còn đậu nữa. Còn đậu này nữa. Cái này chắc chạy ít rồi. Cá nhảy được. Bộn hơn hả? Ủa. Cái này dinh lên. Đậu này nhiều hơn. Đậu này nhiều. Cá mì dinh nè. Ôi, bữa nay có cá linh bọn này. Ê, rớt rớt. Cá linh này là đậu cho lá. Cỡ này là cá linh bự rồi, đâu còn cá nhỏ như đầu mùa, đầu mùa nước lũ đâu. Thu hoạch được nhiêu rồi nè cả nhà, mình còn hai cái nữa là rồi. Có linh thì to ghê chưa. Ui. Con này còn nhỏ. Con này là cá lô kiến. Ba cái được nhiêu rồi, đủ ăn mọi người. Ôi, mình còn hai cái cuối cùng. Sáng chân còn bụi nữa. Nó còn bụi. Đây. Ừ. Cái gần bụi quá. Cái này cũng ngập luôn rồi. Không ngờ nước lên hơi sâu. Biết cái này có dính nhiều không? Đặt ngoài sông cá ngon ngon không mọi người? Trung kinh thì cá gô, cá sạc. Sông thì cá linh, mình dính. Sông này nó có cá trắng. Nhỏ. Cá này dính. Cá này dính nhỏ cũng ổn rồi. Cũng đỡ nghe mọi người. Rồi. Lọt cái này. Cái xà
nhỏ quá và vậy nó dính dính cái lưới. Mấy cái mà dính này, cái mà dính cũng nhỏ chứ không có được. Mình ốc ra nha, mình ốc ra bỏ. Quay đầu miễn miễn không mình. Cái đầu tiên bỏ luôn nha. Bỏ làm gì? Nhỏ quá. Thôi, nhảy ra ngoài đi. Người đằng trước cây nại. Thì mình còn cái cuối nữa là hết luôn rồi đó cả nhà. Nhớ mới sợ luôn. Trinh nữ cây mắc cỡ, cây mắc cỡ cái nè, cắm ngay trang bụi mắc cỡ. Cái này bị lủng à. Nghe cái bị lủng đi. Ui. Cái gì vậy? Cái chén gì vậy? Lục phi. Lục phi gì mà. Cái lục phi gì vậy? Lục phi. Cái cá phi ngổ rồi. Đâu. À, có lục phi cái gì nữa. Cái lục phi ít trong. Cái đuôi nó đỏ đỏ. Định nhảy ra nha. Có lục phi cà bá rồi. Nắng đêm không có cái gì mình đẩy vậy. Có cá chạch nữa kìa. Có cá chạch nữa. Ồ cái này ít quá. Cái này hiếm. Ít thấy cá chạch nè. Cá đồng mình á. Nè toàn cá chạch, cá chạch gì nữa đó, cá chạch bùng không. Giờ ta không thích ăn cái chạch bùng. Cá chạch bùng thì ít thấy. Lấy ốc ra nghe cho nhà. Cá chạch là cá chạch con. Móc ra. Có một con nó chui dưới đây. Đó,
thành quả của mình là bao nhiêu rồi nha cả nhà. 5 cái nha. À, 5 cái. Cá Linh được một mớ, cá chị Vinh được một con cá Goofy. Cá chị Vinh cũng không to lắm, nó cỡ cái lớn à. Hôm nay mình được nhiêu nha mọi người. Đó. Rồi, để mình lên mình chuẩn bị coi nên làm món gì nha. Rồi rồi nước mắm thúi thúi rồi nha, mời cả nhà dùng cơm nha. Bánh canh, bánh canh ơi.
bánh cam đây, bánh cam, bánh cam đây, lương mọi người. Lâu quá không ăn canh chua cá đồng nè. Cá bằm đúng không? Rất là ngon. Rất là ngon. Rất là ngon. Nó thiệt quá. Lường mà đói quá. Mắm cái thúi ăn đã quá mọi người. Mắm mà thúi. Đây là món cá lóc thơm cắm câu mình dặm cả nhà. Thôi này cá lóc cắm câu không à. Tạm biệt cả nhà được chưa? Rồi đã. Mọi người muốn làm món gì cứ comment bên dưới nha. Làm món đó cho mọi người xem. Mọi người thấy clip hay thì mọi người chia sẻ, giả like dùm dùm em nha. Rồi clip mình nhận đây luôn đi ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.